Đối phương Hạ lúc này sắc mặt khẽ thay đổi, hắn vốn cho là Đối Mộc Bạch cùng với Chu Trúc Thanh cùng với Đường Tam quan hệ trong đó, nói không chừng có thể nhìn thấy Đường Vũ Đông, nhưng mà ai biết, lúc này đây mới không nói ra mấy câu, dĩ nhiên là cũng làm ra động thủ, trong nội tâm lập tức thập phần khó xử. Đường Tam lạnh lùng nhìn về phía hắn rồi nói, ngươi dám đánh với ta một trận sao? Đối phương Hạ lúc này khắc sâu một hơi, vừa xài bước ra, thân hình trước phiêu, hướng Đường Tam khom mình hành lễ rồi nói, ta chỉ muốn gặp Vũ Đồng một mặt, nếu như tiền bối cố ý như vậy, vãn bối nguyện ý thử một lần. Đường Tam đột nhiên nở một nụ cười, cười đến cực kỳ là kinh miệt rồi nói, được rồi, ta ngược lại là muốn xem, ngươi là dựa vào cái gì mà cùng ta chống lại. Ngập trời uy áp bỗng nhiên bộc phát, phô thiên cái địa giống như hướng phía Đối Vũ Hạo trào lên mà đi. Đường Tam thanh âm lạnh lẽo ghé vào lỗ tai quán tiếng vàng vọng. Cơ hội của người chỉ có một lần, xem ở Mộc Bạch phần lên đi, ta có thể không giết người, nhưng sau lần này người còn dám đến đây, ta liền bố trí nhớ của người, cho người vĩnh viễn quyền Vũ Đồng. Đối Vũ Hạo lúc này đột nhiên mở to hai mắt nhìn, một người đều là có thuộc về mình nghịch lân, hắn cũng sống như vậy, từ khi đi vào trong thần giới về sau này, hắn vẫn thừa nhận Đường Tam áp bách, hắn thậm chí cả năng lực đều là cảm tâm tình của mình, đối mặt với Đường Tam cũng không dám như thế nào phản kháng. Nhưng lúc này đây nghe Đường Tam vừa nói như vậy, chiến ý trong lòng lập tức cháy hừng hực lên, vì Vũ Đồng, vì có thể nhìn thấy nữ nhân của mình yêu thích, hắn hiện tại chính là cái gì cũng chấp nhận. Một tầng tia sáng kỳ dị bỗng nhiên theo Vũ Hạo trên người tóe phát ra, hắn ký tức cả người phải biến đổi, một đạo bích lục sắc thân ảnh tại phía sau hắn sáng lên, đúng là băng đế. Băng đế tại phía Vũ Hạo lúc này cảm xúc bên trong đại biểu cho vẫn nổ, cường thịnh đắc ý liệm tùy theo bốc lên. Vũ Hạo lúc này hai con người sáng lên, ở trên trán vận mệnh chỉ nhãn mở ra, vận mệnh chỉ nhãn ở bên trong ẩn ẩn có một vòng quyệt tia sáng kỳ dị đang lấp lánh. Lập tức thì Đối Vũ Hạo lúc này ở sau đầu xuất hiện ra một vòng quang luân. Cái này quang luân vòng ngoài hiện ra vì bụi gai hình. Đây chính là Đối Vũ Hạo còn mắt linh hoạt đại kỷ hồn hoàn, kinh cực quang hoàn. Tuy nhiên thì hắn đã thành thần, nhưng trước kia hồn ký hoàn toàn đủ tồn tại, hơn nữa thực hiện ra thăng hóa, tại thần thức dưới tác dụng, cái này chính là kinh cực quang hoàn, tách ra hào quang kỳ dị. Ở xa xa, Đối Mộc Bạch lúc này cũng mới Chu Trúc Thanh cảm nhận được, ở trong đó tả mát ra khí tức, cũng không khỏi hơi kinh hãi. Tối thần thức cường đại chấn động, không hổ là thần cấp một kỳ lực lượng. Cái này kinh cực quang hoàn tự nhiên đến từ chính tả nhãn bảo quần chúa tế, tức mà khi dù là đang đối mặt với thần thú đế thiên thời điểm, Đối Vũ Hạo đều không có sử dụng qua. Đó là bởi vì hắn lo lắng đế thiên không qua cái này hồn kia phát sắc xa đã hấp thụ tả nhãn bảo quần chúa tể hồn hoàn, do đó có đề phòng trí tâm. Về sau hắn trực tiếp phát động ra thì không chi quang, thần thú quả nhiên không địch lại. Cái này nhờ vào hắn ở phía trước che giấu thực lực mà hiện tại đối mặt với Đường Tam loại tầng thứ cường giả này, hắn nào dám có lừa điểm che giấu. Đường Tam đã xuất thủ, hắn hướng phía Vũ Hạo lúc này phương hướng dâng lên hai tay. Hết thảy xung quanh lập tức hoàn toàn biến thành màu xanh rạo trời. Áp lực kinh khủng tức thì bốc lên, hắn tay phải vừa thu lại, ngón tay hướng ra phía bên ngoài bắn ra. Lập tức một đoàn thanh bích sắc chùm sáng liền hướng phía Đối Vũ Hạo lúc này phương hướng phi qua đi. Đối Vũ Hạo tuy nhiên không biết Đường Tam sử dụng là năng lực gì, vốn lần này hắn đối với Đường Tam thực lực phán đoán, tự nhiên không dám có lời điểm xem thường. Hồn lưng lập tức chuyển đổi vì cực hạn chi băng, một đạo hào quang màu lam đậm bỗng nhiên chém ra, đúng là đế kiếm băng cực vô song. Đinh một tiếng giòn vang trong tiếng này, băng cực vô song vậy mà lập tức bị nghiền nát, hoàn toàn vô số mảnh vỡ ở trên không trung tứ tán bay tán loạn, mà cái kia thanh sáng đoán màu như là trước, hướng phía Phu Hào phương hướng bay tới, tốc độ tuy không nhanh nhưng đang phi hành ở trong không khí, mang theo cực kỳ khủng bố uy áp. Đường Tam kinh thường nói, hữu hình vô thần năng lực này cũng muốn chống lại ta hay sao? Đối với Hạ lúc này sâu hấp một hơi, hắn hiểu được thông thường hồn ký tại chính mình vị nhạc phụ đại nhân này trước mặt chỉ sợ đều không có bất kỳ tác dụng. Tinh thần của hắn bỗng nhiên vừa tụ lại, sau lưng băng đế thần ảnh cũng là lập tức trở lên rõ sáng. Băng đế ánh mặt lạnh lùng nhìn về phía Đường Tam, mới là mặc kệ đối thủ là ai, mãnh liệt tức giận lập tức bốc lên, lấy Đối Vũ Hạo thân thể làm trung tâm, một đạo kích bích quang lúc này phóng lên trên trời, vậy mà ngạnh sinh ra địa ở chung quanh màu xanh ra trời ở trong không gian phá vỡ một cái khe. Đối Vũ Hạo chân trái vừa sải bước đi xa, tương liệm ý bắn ra, trên trán vận mệnh chỉ nhắn bỗng nhiên biến thành hắc bạch song sắc. Ngay sau đó, hai tia sáng tuyến đã bắt nhanh ra nhiều điên. Ở đằng kia, hắc bạch song sắc ánh sáng bắn ra lập tức, ở không trung chịu tối sầm lại. Ngay sau đó, thế giới màu xanh lam này, vậy mà lập tức biến thành hai con mắt màu đen trắng.
Một cái to lớn mắt dọc phảng phất chồng lên toàn bộ bầu trời bình thường, trôi nổi tại Vũ Hào sau lưng. Cái kia hắc bạch song sắc hào quang này cũng lập tức tràn ngập tại bên trong không gian này. Vô luận là Đường Tam hay là Đứa Mộc Bạch Chu Trúc Thanh, ở trên mặt cũng không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Chỉ tức kinh ngạc trình độ hơi không có cùng mà thôi. Không chỉ là bọn hắn, mà là ngay cả Đứa Vua Hạo cũng không thể nào kinh ngạc vạn phần. Hắn vẫn động vận mệnh chi lực vậy mà cường đại như vậy. Linh hồn cấp đoạt, vận mệnh trí thương, hai đại hồn kỹ này tại đây ở trong thần giới giống như tách ra chúng thần chính sáng rọi vậy. Hai tia sáng mũi nhọn lập tức đã rơi vào phía Đường Tam ở trên người. Tuy nhiên thì Đường Tam toàn thân bạo phát ra làm quang mãnh liệt, nhưng đối với cái này hai tia sáng mũi nhọn không có sinh ra các trở hiệu quả. Thân thể của hắn cũng theo đó mà biến hắc sắc bạch song sắc, mà viên kia sành tấm mất đi thần lôi ở phía sau đã biến đến phía của Đới Vua Hạo trước mặt. Đới Vua Hạo lúc này nắm tay phải chém ra, ở trong hai tròng mắt vậy mà xuất hiện ra Đường Vũ Đồng thân ảnh. Từ đông quyến, từ như suối tuôn, kèm theo cảm xúc trì lố. Tất cả ngăn cản hắn nhìn thấy Vũ Đồng lực lượng đều phải là tại phẫn nộ của nó trong tiêu vong. Đây chính là hắn lúc này ý liếm. Âm, âm, hắc bạch song sắc là bầu trời bao la. Tại Đới Vua Hạo cái này, đại thần khí bộc phát sau đó, cho nên càng thêm ảm đạm. Nhưng ngay sau đó hào quang màu xanh biếc liền tràn ngập tại toàn bộ không gian ở trong lúc đó. Đới Vua Hạo chỉ là cảm thấy giống như có một đầu to lớn thanh long quấn lên trên thân thể của mình. Ngay sau đó liền bắn ra không có gì sánh kịp khủng bố sức bật. Cái kia sức bật là từ thần đế của thế linh hồn toàn diệt bộc phát ra. Sau đó khổ kịch điệt, phảng phất tự không đem cả người hắn đều là xé sách như vậy. Bích bóng người xanh lục này chuyển hóa thành bát sắc huyền băng tháo, một điểm nhàn nhạt vui sướng đột nhiên ôm trọn lấy Đới Vua Hạo thân thể. Đám mây thiên địa nguyên lực lập tức điên cuồng tốc độ hướng ra phía thân thể của hắn hội tụ đi qua. Bát sắc bằng nguyên ngưng, khổng lồ thiên địa nguyên lực tẩy dịch Đới Vua Hạo thân thể, muốn lên trên người quán bị tổn thương. Mà phía xa xa, thân thể của Đường Tam chấn động một chút, ở trong miệng phát ra một tiếng trầm chấp kêu rên. Trên người hắc bạch song sắc chấn động cũng biến thành kịch liệt vài phần. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt này, cái kia hắc bạch song sắc đã tán đi, chỉ là sắc mặt của Đường Tam nhìn về trên cũng có chút tái nhợt. Hắn bị thương, đây là Vua Hạo phản ứng đầu tiên. Đúng vậy, Đường Tam đã bị thương, liền Đường Tam cũng không nghĩ tới. Đối với Hào, cái kia kinh cực quang hoán hiệu quả rõ ràng lại mạnh như vậy. Hắn phải là đủ rồi giải cho Vũ Hào, nhưng cái này kim cực quang hoán vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Kinh cực quang hoán hiệu quả chính là người sử dụng bản thân nhận lấy bao nhiêu tổn thương sẽ có 50% trực tiếp phản hồi lại cho đối thủ, hóa thành tinh thần tổn thương. Nếu như tại dưới tình huống bình thường, điểm này phản hồi lại tinh thần lực lượng căn bản không thể có thể tổn thương tới Đường Tam. Nhưng ở trong một ít trong tay ánh mắt của Đường Tam lúc này, trên người còn có Đới Vua Hạo lúc này linh hồn cướp đoạt. Khi đó tinh thần của hắn lực lượng phòng ngự kịch liệt hạ thấp. Được, người rất tốt, Đường Tam lúc này lạnh lùng nói. Đới Vua Hạo lúc này vội vàng nói ra, ta không phải cố ý, ta cũng không biết có thể như vậy. Không cần nói, Đường Tam lúc này lưng tay phải lên, một đạo Đới Vua Hạo hết sức quen thuộc quang mang hiện ra ở trong tay của hắn. Rực rỡ kim quang cũng là tùy theo bắn ra, đúng là hoàng kim tam xoa kích. Đới Vua Hạo lúc này trùng xanh thấm mắt đi thần lôi, mặc dù đang bắt sắc bằng nguyên ngừng dưới sự trợ giúp khôi phục lại điểm tích lũy, nhưng nhờ cũ thập phần đau đớn. Chứng kiến hoàng kim tam xoa kích, hắn không khỏi sắc mặt đại biến. Chỉ dùng ý liếm, hắn liền có thể cảm nhận được cái kia hoàng kim tam xoa kích ở bên trong phóng thích ra khủng bố uy năng. Đường Tam ánh mắt cũng đột nhiên trở lên lặng lẽ, xung quanh mây mù lần nữa biến thành màu xanh da trời, nhưng mà lần này là biến cảm vận màu xanh da trời. Đường Tam trong tay hoàng kim tam xoa kích bắt đầu chuyển động, trái một phóng, phải một phóng, từng đạo vầng sáng màu vàng óng như cơ vây hướng phía Vua Hạo lúc này phi qua đi. Đới Vua Hạo năng lực nhận biết cực kỳ là mạnh mẽ, hắn biết rõ hiện tại chính mình phải làm nhất đấy, giống như là phóng liên tục kim cực quang hoàn, cùng với lần trước thì triển ra vận mệnh trì lực, chỉ có như vậy hắn có thể lại để cho Đường Tam có lời kiêng kỵ. Nhưng mà hắn không có làm như vậy, cái kia dù sao cũng là nhạc phụ đại nhân của hắn, là Đường Vũ Đồng phụ thân, hắn sao có thể để tổn thương tới Đường Tam. Đới Vua Hạo thân hình bỗng nhiên lùi về phía sau, nhanh chóng hướng về phía sau phi đốn. Nhưng mà cái kia vầng sáng màu vàng óng như bóng với hình, ở trong nháy mắt này thêm đuổi theo. Đới Vua Hạo lúc này hoảng sợ phát hiện, đem cái kia vầng sáng màu vàng óng đến hắn hướng trên đỉnh đầu thời điểm này. Hắn tất cả năng lực vậy mà như bị hoàn toàn phong ấn, bình thường hồn kỹ đều không thể sử dụng. Ngay sau đó, cái kia quang quẩn vầng sáng liền rơi xuống, bộ đồ trên người của hắn từng vòng vầng sáng màu vàng óng đem thân thể của hắn chăm chút bóp lại, khiến cho hắn rốt cuộc không thể nào động đậy. Đường Tam, ngươi không lên quá phận rồi đó, ngươi vậy mà đối mặt với một đứa nhỏ sùng ra vô địch phòng ba, ngươi muốn làm cái gì vậy?
Một cái thanh âm tức giận vang lên, ngay sau đó hào quang lóe lên, một bóng người liền ra hiện ra trước mặt của Đường Tam. Một nắm thật chặt, hắn chuẩn bị đâm về phía Đới Vô Hạo Hoàng Kim Tam do kích. Đó cũng không đúng là tiềm nhiệm cảm xúc chi dung liệm bằng hay sao? Đường Tam lạnh lùng quét mặt ra nhìn hắn một cái, đột nhiên ở trong tay Hoàng Kim Tam Sô Kích cứ như vậy động nữa, lại là từng vòng vầng sáng màu vàng óng phóng thích mà ra. Dung liệm băng cùng với Đường Tam gần trong răng tấc, hơn nữa vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Đường Tam lại có thể biết ra tay với hắn. Lập tức bị cái kia từng vòng vầng sáng màu vàng óng mặc trên người không thể động đấy. Không chỉ là như vậy, từng vòng vầng sáng màu vàng óng này cũng đột nhiên ở phía xa bay lên, vậy mà đem Đới Mộc Bạch cùng với Chu Trúc Thanh cũng bảo lấy. Đường Tam ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn về phía Dung Liệm Băng rồi nói: "Ta muốn làm gì? Ta muốn giết tiểu tử này, hiện tại đến lúc nào rồi? Ngươi vậy mà muốn bỏ đi trách nhiệm rời xa sao? Ta giết hắn đi, cũng liền nguyện lữ nhi của ta Liệm Tướng lại xóa đi trí nhớ của nàng, chính là con người cảm xúc chi thần thần vị sẽ một lần nữa trở lại trên người của ngươi. Ngươi cho ta đàng hoàng lưu ở tại thần giới phụ tá ta, ngươi chờ mình hắn chết như thế nào đi." Ngươi, Dung Liệm Băng lúc này giận tím mặt, hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được Đường Tam lại sẽ như vậy. Toàn thân hắn hào quang tỏa sáng, tỏa lưng thay đổi thần lực, một lần nữa lơi lồng sáng này màu vàng óng trong rãi ruộng đi ra bên ngoài. Thế nhưng mà Đường Tam lấy Hoàng Kim Tam Do Kích phát động ra vô địch phong ba, được xưng là thần giới đệ nhất khống chế. Như thế nào dễ dàng như vậy rãi ruộng hay sao? Nếu như Dung Liệm Băng còn có thần vị ở trên người, hơn nữa sớm có chuẩn bị lời nói, có lẽ còn có cùng với Đường Tam chúng lại khả năng. Có thể giờ này các nấy tùy hắn như thế nào thúc giục thần lực, cũng vô pháp theo cái kia cường đại quang quần sáng ở trong nháy mắt tránh thoát đi ra.